Bộ phận trên cơ thể mà Tài thích nhất đó là trái tim. Bởi vì trái tim là nơi ngự trị của cảm xúc. Em muốn thử thách anh Cao Xuân Tài sẽ làm hành động này. Rồi xong rồi trợn mắt lên, bĩu môi để nó có 5 vòng. Trời. Sao như ác quá vậy? À ok thôi được rồi. Anh sẽ thử. Mà đầu tiên là phải cởi áo ra đã nè. À. Trời thằng này. Em cũng ít ác đó Nam. Ê, quay quay. Cái tay hơi to ấy. Không lên được. Tập tạ để làm gì? Em cái tay kia nắm không được. Vậy đúng không? Mắt đợn lên, xoay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đến vòng thứ 5 là mấy vòng rồi ta? Khó lắm. 4 vòng đúng không? Còn 1 vòng nữa nha. Học hết mic luôn á. Ok. Thử thách cho Trần Nhậm sẽ là hít đất 50 cái. Anh Tài ơi anh Tài. Ok, cảm ơn em. Ái chà. Em nghe tới từ Cao em nghĩ tới ai liền luôn á, không biết mọi người nghĩ tới không? Cao. Cao nè. Cao Xuân Tài. Sói chít. Cũng cao luôn. Cũng cao. Có chút cao. Cứ mỗi lần mà anh nhắc đến tên em là em lại thất vọng. Bởi vì là số đó chắc chắn là không phải của em luôn. Xui. Trước giờ chưa có. Xui. Anh rất là xui luôn. Duyên. Duyên nó chưa tới. Nó gọi là phong long đó anh. Em ý em nói cái miệng của anh nó hơi nghiệp quá. Okay. Anh bớt giùm em một duyên số thôi. Duyên nó chưa tới với nhau. Nhưng ai biết được nhiều khi tập này anh trúng rồi sao Tài. Khó nói lắm chị. Bị rớt xuống thì đã thua, còn người thắng thì đứng đó chơi với người kế tiếp đến khi hết cuối cùng rồi. Thì bảo rồi anh Tài anh đứng lên anh vô địch luôn đi thật. Anh đứng đó luôn đi anh thắng. Ô, anh rồi á, anh thắng luôn rồi. Anh Tài là Tài đi. Cho anh Tài trọng Tài đi ạ. Cuộc chiến sống còn. Trò này hơi bị tàn nhẫn ha. Anh chọn đối thủ của mình đi ạ. Ngã ra nó cũng hơi ấy, anh em đỡ nhau nha. Anh đừng nhìn em, anh đừng nhìn em, đừng không, hai của bà lên mà. Em vô nhu cầu ấy. Bây giờ anh sẽ cỡ chọn chung người, mới nghe ngang với Tài. Chọn anh Quy. Ơ trời. Kìa anh. Thấy chưa. Dạ cả lên chơi sớm về sớm bác Will. Không thật ra cái này cũng không hẳn là sức mạnh đâu mà còn thăng bằng nữa. Thăng bằng nữa. Thật ra cái đó em khá là yếu cho nên là anh cũng yếu đó em ơi. Ủa nhưng mà trước khi chơi á em hỏi anh là anh có vấn đề gì về xương cốt không anh Will? Thì nếu mà em sợ anh gãy xương thì em tự ngã xuống trước đi. Không. Già thì có một căn bệnh duy nhất là loãng xương thôi. Ok. 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Đây Nam Vương thế giới ạ. Ôi vậy. Nam Vương thế giới. Anh định lấy trụ đúng không? Anh định lấy trụ trước vậy nè. Không úi rồi. Xin mời thành viên tiếp theo của đội bạn ạ. Vô đi mọi người. Nào vô đi. Người tiếp theo chứ. Để tôi. Con đi chắc okay. Tài bồng quăng. Mình đếm nha. Rồi nha. Rồi nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ôi trời. Em xong Tài rồi. Em Tài. Xong rồi. Cái nét. Xong rồi. Cái nét. Cái nét gì vậy? Ê, mình ra được cho mấy bạn sao chơi nữa chứ. Không chung chung khỏe. 1, 2, 3. Đây, cái này nguy hiểm nha. 2. Ấy. Ghê à. Ghê à. Ghê à. Nam Phương thế giới mới. Cái này là chơi ở đây. Em à. Anh xin cảm ơn em vì những bữa ăn mà em nấu cho anh. Cảm ơn em vì những lời động viên, những sự chịu đựng mà em đã chịu đựng anh trong suốt thời gian mà mình làm vợ chồng cũng như yêu nhau. Và anh hy vọng rằng
càng ngày thì bản thân anh càng hoàn thiện hơn nữa, càng biết quan tâm em hơn nữa và càng trở thành một người chồng tuyệt vời hơn nữa. Chị thấy là khi mà bạn bước ra thì tài với gì nè. Tài như vậy có nghĩa là sao? Hay là như là ơi gu em, gu em. Thực ra em thấy bạn nữ rất là xinh, với lại cái em thích một câu nói của bạn là em không có mong muốn anh là người đầu tiên và cũng không mong muốn anh là người cuối cùng, thì chứng tỏ là bạn rất là trân trọng những khoảnh khắc là yêu nhau, cho nên em rất là thích điều đó. Phải gu của mình không? Cái đó phải. Bắt đầu với lại từ khóa là mùi đi. Theo anh biết là có một số phụ nữ đặc biệt nha, là thích mùi cơ thể của đàn ông á, thì em có phải là một trong những mùi ở đây á, là em muốn nói đến là một cái mùi ám ảnh của em. Okay. Em cũng muốn hỏi anh là anh ám ảnh nhất là cái mùi nào? Chắc là mùi tất mà lâu ngày không giặt á. Tại vì là trước đây anh có quen một bạn nữ á, thì trước đây anh cũng có xài nước hoa. Ý là anh quay lại chuyện lúc nãy chút nha. Dạ. Anh xài nước hoa nhưng mà bạn nữ đó thì bạn nói là thôi anh đừng có xài nước hoa nữa, bởi vì em thích cái mùi tự nhiên. Bạn nữ trước đây của anh không. Thực ra lúc mà yêu thì cái mùi gì cũng thích luôn á, em thật. Vì lúc em yêu cũng thế, cái mùi gì của bạn gái em cũng thích hết. Chắc là bố mẹ sẽ xem chương trình này. Và con muốn bố mẹ tự tin lên. Và một điều mà con chưa bao giờ nói với lại bố mẹ là con yêu bố mẹ rất nhiều. Mình vào việc luôn nhỉ? Đếm đi em, đếm đi. Em đếm đi. Em đếm nhầm. Đếm rồi. Đếm nhầm à? Cái đó hay đó, miếng nó hay đó. Đừng cười hỏng chuyện đấy, đừng cười. Lại nhếch cái môi lên là cười đấy. Nghéo bây giờ, con nghẻ nhỉ? Đừng cười, không, đừng mở mắt ra chứ, không được mở mắt ra đấy. Nhìn thẳng mắt đây. Đừng cười. Nhìn thẳng mắt nhau. Xinh phết nhỉ? Yêu ấy. Để lên anh. Ra đấy. Anh mà nhìn mặt bọn em ấy thì anh mới thấy buồn cười được. Không. Ấy, má dính gì kìa. Không, nhưng mà lúc này mặt anh đang nghiêm túc quá anh. Anh phải thả lỏng cơ mặt, cười cái nào, cười cái. Gương mặt này là mình gương mặt 30 này. Cười nhẹ cái thôi. Nhìn mặt tây kỳ là muốn cười. Nhìn mặt nó muốn cười vậy. Cũng xinh sáng đây chứ. Ngon. Nhịn cười kiểu này là... Cả nhà anh rụng tóc đây. Không nhịn được đâu. Anh đừng nhịn. Thơm một cái đi. Thật ra là cái chán của anh hơi giống chán em ấy. Hết giờ. Mình thua. Sẽ phải hít đất và em sẽ ngồi trên lưng người đó hít đất. Thôi, rồi dạng dạng này là lấy hình cho đẹp nè. Che gì ạ? Hôm nay chưa đi tập gym. Khởi động chưa? Ok. Ở cái áo thì nặng thêm được ký nữa không sao đâu mà. Ok. Đó, chân lên. Dành dỡ. Dành lên lên. Chết em rồi. Chết em rồi. 3 4 1 5 2 3 6 4 7 4 5 lên anh ơi. 10 cái rồi. 10 cái rồi. Em công nhận là hít đất và kiểu vậy sướng hơn đẩy tạ. Vậy hả? Sướng hơn luôn hả? Có ai muốn thử không? Về ngày Giáng sinh thì đầu tiên là về thời tiết thì Tài muốn là ở một cái nơi lạnh lẽo. Bởi vì Tài quan niệm là ở những cái nơi lạnh lẽo thì mình mới cảm nhận được hơi lạnh lẽo phía đối phương. Và trong cái trí tưởng tượng của Tài thì một nơi lãng mạn như vậy là ở trong một ngôi nhà ấm cúng, với bên ngoài có thể là mưa phùng phùng hoặc là tuyết rơi, bên trong thì một cái ghế sofa chung giữa hai người, một cái lò sưởi với lại những cái đốm lửa. Mọi người có thể lên nhảy với em được không ạ? À? Em mời chị Hiếu Phương lên nhảy với em. Ghê quá, đi nào rồi. Hết luôn, hết cái ăn luôn. Trời ơi, căng quá.
Tài sẽ hoàn thiện các kỹ năng của mình về diễn xuất để chính thức trở thành một người diễn viên chuyên nghiệp. Còn về tình cảm thì trong năm tới Tài cũng chưa có một cái mục tiêu rõ ràng. Thì có thể là duyên tới thì Tài sẽ nắm bắt thôi. Chị Ái Phương à, em thấy chị rất là xinh và thôi. Em rất là thích cách nói chuyện của chị, rất là cuốn hút. Và em hy vọng rằng các bạn nữ mà đến với chương trình đó thì cũng sẽ có một số bạn giống như chị, để em tin rằng những chàng trai khách mời giống như em á sẽ có rất là nhiều người bấm nút quay lại đó. Em muốn một ngôi nhà trên cây, tức là hay xem mấy bộ phim của Mỹ đó, thì em thấy ngôi nhà trên cây đó giống như là một cái khoảng không gian riêng của hai người á. Nó tuy là nó không thể sống trên đó luôn được, nhưng mà những lúc đặc biệt mình sẽ dành cho cái ngôi nhà trên cây đó, nó rất là lãng mạn. Thực ra cái ngôi nhà trên cây đó của em có thể đặt trong khu vườn của anh Tony á. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chính xác luôn. Ai bắt đầu. Tiếp trước. Làm lại từ đầu. Tiếp trước. Rồi chạy người ta. Mình chạy lên. Đuổi xuống. Tiếp. Tiếp đi Trung. Cái này có gai nhá. Không có gai. Ủa? Không đổi vị trí luôn à? Chạy lên. Không, đuổi cuối cùng chạy lên. Chạy lên. Đưa một. Là. Rồi. Anh đói bụng quá à. Em nấu cho anh ăn đi. Gì anh Tài? Mình đi ngủ đi em. Anh cầm ngủ chứ làm gì vậy? Thì đối với Tài, hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống, một là sức khỏe, hai là hạnh phúc. Cho nên Tài xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Đối với ca sĩ Tài, cậu trò này, điều ấn tượng đầu tiên của tôi là sự quyết tâm, nghị lực. Khi em đã quyết định định hướng một việc gì cho bản thân, em là người phấn đấu rất cao, cho dù phải trải qua nhiều gian nan vất vả, em vẫn vươn tới để đạt đến thành công. Điều làm cho tôi ấn tượng và nhớ về học trò này, tôi quý trọng ở chỗ nhân cách của em. Khi em đạt được thành công, em vẫn luôn luôn gần gũi, thân thiện và trân trọng tất cả những người đã từng bên cạnh và giúp đỡ, hỗ trợ cho em. Đó là một nhân cách quý. Tôi nghĩ các bạn trẻ hiện nay, nếu có được điều này, sẽ là những người còn tiến thân nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Trước khi năm mới, thì cho con thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, bước sang năm mới, thầy biết con đã lấn sang một lĩnh vực mới, lĩnh vực điện ảnh. Ở lĩnh vực này, thầy, các bạn bè cùng tất cả những người hâm mộ đang mong chờ để được xem tác phẩm điện ảnh đầu tay của con. Thầy tin tưởng rằng với tác phẩm này, con sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa ở trong lĩnh vực mới và trong năm mới này. Chào chương trình, chào tất cả mọi người, đặc biệt là hai đứa Hoàng Trung với Cao Xuân Tài. Anh ở đây giờ toàn nghe anh chim kêu, giường hú, gà, dịch đồ kêu không à. Nhớ mấy đứa quá. Bây giờ thì anh đã phải tham gia vào trong đợt công tác của anh rồi. Đầu tiên thì em muốn dành một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cho thầy Minh. Em rất đội ơn thầy vì thầy đã rất là hiểu em. Và lời thứ hai là em muốn dành cho gia đình em. Đó là tại sao mà gia đình em không xuất hiện ở đây. Em biết là ba mẹ em rất là người rất là hay suy nghĩ, cho nên em sợ là ba mẹ em sẽ hiểu lầm. Con sợ ba mẹ sẽ bị căng thẳng khi mà phải lên sóng truyền hình, rồi phải suy nghĩ là mình phải nói ra những cái gì dành cho thằng Tài. Con đã từng nói là ba mẹ đã đứng phía sau con khi mà con gặp khó khăn rồi, thì chắc chắn hãy chờ ngày con thành công đi, ba mẹ sẽ là người ở bên cạnh con. Con xin cảm ơn. Ý những cái lời chúc đặc biệt là đến với Tài với Trung, thì chị muốn là hai tụi em á dành một người đại diện gửi lời cho người ta đi.
em xin Trung có muốn nói thôi gì vậy thôi đứng lên hết đi. Anh tài đại diện đi để anh nói trước ha. Cảm ơn anh Tony đã dành cái tình cảm rất là đặc biệt cho hai đứa em ngồi cạnh anh. Nhưng mà anh như anh thấy rồi đó, tụi em vẫn còn ở đây, dù Tết thì cũng đến rồi. Nhưng mà nghe những lời của anh thì cũng rất là cảm động. Mà ok, anh em vẫn mãi là anh em. Chúc anh mọi sự thành công. Cảm ơn Tài. Thực ra thì bây giờ tất cả mọi người ở đây đều có một clip chút rồi. Và sẽ rất là thiếu sót nếu như mà chị Ái Phương không nhận được gì. Đúng không? Em thì nói đấy, vậy thì bây giờ em đề nghị là mỗi người sẽ lên ôm chị Ái Phương cái trước. Em sẽ là người thực hiện đầu tiên. Em là thứ hai. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị năm mới thành công và hạnh phúc. Cảm ơn em rất là giỏi. Cố gắng lên nha. Ok. Chúc chị lên. Để... Tại vì đa phần em ăn đồ ăn thì em sẽ không bỏ gia vị vô luôn. Ăn lạc thì tốt cho mấy người tập. À xôi thịt. À. Ai chà. Ai chà. Ai chà. Sáu cục lạc. Không, nhưng mà ăn lạc quá người ta nói mình thiếu muối. Cho nên là vừa vừa thôi. Ý anh nói con bé là thiếu muối đúng không? Không. Em nói gì đúng không? Nói em. Em rất là sợ ăn lạc. Ăn lạc trong bao nhiêu lâu? Em ăn lạc trong vòng 3 lần, mỗi lần là 3 đến 4 tháng. Anh ăn một lần, đúng một năm rưỡi xuyên suốt luôn. Là anh ăn lạc để chuẩn bị quay MV. Lúc đó anh chỉ ăn đúng nghĩa là ngày nào cũng một ký gà luộc ấy. Mà ức gà luộc ấy. Ngày nào cũng ăn vô. Mà mọi người không biết đâu, lúc mà ăn lạc á, là cái cơ thể mình nó không có giữ nước. Nó rất là, nó toát nước hết ra ngoài. Cái thành ra môi mình khô rồi, có mấy triệu chứng nó rất là kinh khủng. Bây giờ hai anh sẽ đồng loạt bỏ tay lên trên trên đầu của mày. Em thấy rồi đó. Rồi, hiểu rồi. Lắc cho rớt hết đúng không? Rồi, thì trong vòng 2 phút ai rớt được bóng nhiều hơn thì người đó chiến thắng. Music. Rồi, mọi người lắc mạnh lên. Nhảy đi, tăng. Ok là. Cố lên anh ơi. Cố lên. Cái này chưa ra quần áo luôn này. Sao mà lẫm được? Em cột nó không chặt á. Cái này đúng bể bọc. Cố lên. Bề bóng. Hay quá. Trời ơi, nhí nhảm ghê. Bề bóng. Hay quá. Không được, phải bỏ tay lên. Phải bỏ tay lên đầu mà. Đưa hai tay lên đầu. Xong rồi. Cái tà áo nó che. Sao nó hết rồi. Cái tà áo nó che. Gồng lên. Mạnh mẽ lên. Lên nào. Lắc đi. Sóc xuống. Nửa lên. Lắc đều đi. Sang lên Tài. Bên này rất khó. Bên kia nó chơi. Mạnh mẽ lên. Lắc lên. Kiếm hết rồi. Mạnh mẽ lên. Nhanh. Hết một bên rồi này. Bên này. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là anh Tài đã làm được chiến thắng rồi. Bốn cái đứa. Hello. Ok. Sao không luôn mọi người. Đợt này cũng vui đó. Ồ, hình như mình cổ vũ lộn bên nè. Gì đâu. Một sẽ nhai và nêu cảm nhận trước máy quay. Ok. Ai muốn thử trước ạ? Nhai thật chậm rãi nha. Tưởng cho gì chứ trò này. Rồi ok. Thực ra anh cũng khá là khoái ăn chua. À chanh à. Hey, chung là một này. Clip mà phải cảm nhận clip. Dạ, một miếng luôn. Vị chua quan thai thật là sảng khoái. Vị chua quan thai thật là sảng khoái. Rất là ngọt, thơm. Mình rất là thích. Cái vị rất là sảng khoái đó mọi người. Lần đầu tiên mình được ăn loại trái lạ này. Trái này là trái gì vậy mọi người? Trái chanh đó. Trái ra nó tuyệt vời. Cảm ơn em. Không có gì ạ. Ăn thích là được. Okay, cảm ơn mấy anh đã tham gia được chơi của em.